cận cảnh Honda ra màu đặc biệt, chỉ sản xuất 15.000 xe. Honda ra tại Thái Lan mới đây, ra mắt thêm màu ngoại thất đặc biệt Sonic Gray Limited, sản xuất giới hạn chỉ 15.000 xe và có giá 600.000 baht. Honda ra mắt thêm màu ngoại thất đặc biệt Sonic Gray Limited, sản xuất giới hạn chỉ 15.000 xe, dành cho tất cả các phiên bản của ra tại Thái Lan. Khách hàng mua ra màu đặc biệt sẽ phải chi thêm 6.000 baht, khoảng 4,15 triệu đồng. Honda ra tại Thái Lan có 5 phiên bản gồm, ra RS có giá 745.000 baht, khoảng 515,5 triệu đồng. Ra V 700.000 baht khoảng 484,4 triệu đồng. Ra SMT có giá 555.000 baht, khoảng 384,1 triệu đồng. Ra SCVT có giá 594.000 baht, khoảng 411 triệu đồng. Ra V có giá 654.000 baht, khoảng 480 triệu đồng. Honda ra Sonic Gray Limited vẫn trang bị động cơ 1.5 lít IVT ECS OHC 4 xi lanh thẳng hàng sản sinh công suất 118 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 145 N tại 4.600 vòng trên phút. Xe trang bị đèn pha LED tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày, ốp gương chiếu hậu sơn đen cá tính, trong khi mâm xe được trang bị mâm hợp kim 16 inch thể thao. Cản trước thiết kế thể thao đi kèm cụm đèn sương mù. Bên trong khoang cabin thiết kế tông màu đen chủ đạo, điểm nhấn những trang trí màu cam tương phản, tay vịn phía trước có khay lưu trữ máy tính bảng. Ốp bậc cửa màu bạc có đèn LED với dòng chữ da màu xanh nổi bật. Về an toàn, Honda ra phiên bản màu đặc biệt trang bị 6 túi khí, tín hiệu phanh khẩn cấp, kiểm soát cân bằng hỗ trợ ổn định thân xe VSA, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống khởi động ngang dốc HSA. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.